Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp kỳ thứ 43 diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Lê Thanh Vân đã tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Vân. Trước đó vào hôm 10 tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Kỷ luật nhiều cán bộ tại An Giang và Vĩnh Phúc. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Một số cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm chính thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và các cán bộ Nguyễn Thanh Bình, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự. Vương Bình Thạnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cán bộ Vương Bình Thạnh, Nguyễn Trọng Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phạm Thành Nhơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, Đinh Minh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. Đồng thời, khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và các cán bộ Lê Văn Nưng, Lê Văn Phước, Lâm Quang Thi, Tô Hoàng Môn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh An Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Cùng với đó là yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, xem xét xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại tỉnh Bình Thuận, các cán bộ Phan Đoàn Thái, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Xà Dương Thắng, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng;
nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Phan Đoàn Thái và Xà Dương Thắng. Tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các cán bộ: Bùi Hồng Đô, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Phan Tuệ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường; Đinh Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đỗ Tràng Quảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phúc Yên; Đặng Quang Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời khiển trách các cán bộ: Đào Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phúc Yên; Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Yên; Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng tại kỳ họp lần này, sau khi xem xét kết quả kiểm điểm trách nhiệm của một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện tại Bộ Tài chính và các địa phương đơn vị Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Thưa quý vị, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ tài liệu điều tra vụ án, căn cứ quy định pháp luật, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân, sinh năm 1964, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa 15, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định lệnh trên. Đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, thu hồi tài sản theo quy định pháp luật. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu khóa 15. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 7, theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Lê Thanh Vân sinh năm 1964, quê tại xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ tiến sĩ luật. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14, 15, tỉnh Cà Mau và là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14, 15. Chiều ngày 10 tháng 7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10 tháng 7, theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Lê Thanh Vân, 60 tuổi, quê tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trình độ tiến sĩ luật. Ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội các khóa 13, thành phố Hải Phòng, 14, 15, tỉnh Cà Mau và là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách các khóa 14, 15. Ông Vân nhiều năm làm việc tại Quốc hội, tại vụ hoạt động đại biểu dân cử, nay là Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ông Lê Thanh Vân cũng có hơn một năm được luân chuyển về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 trước khi quay trở lại Ủy ban Tài chính Ngân sách giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban này. Trước đó, đại biểu Lê Thanh Vân cũng đã có một số quan điểm làm nóng dư luận. Theo đó, trước câu hỏi liên quan đến những bất cập về thể chế luật pháp đang được gấp rút sửa đổi, khai thông thời gian qua bởi nỗ lực của nhiều ngành. Tuy vậy, những bất cập đó vẫn còn không ít, làm cho tình trạng trên nóng dưới lạnh thêm gay gắt và gây khó khăn cho phát triển kinh tế của đất nước trong tuần Việt Nam diễn ra hồi tháng 2 năm 2024. Đại biểu Vân cho rằng, càng chống tham nhũng mạnh bao nhiêu, sự cố thủ của một bộ phận cán bộ càng mạnh bấy nhiêu, làm tình trạng trên nóng dưới lạnh ngày càng bộc lộ rõ. Thực tế này đã tác động đến sự phát triển đất nước.
Trước đó, cũng trao đổi bên hành lang Quốc hội vào hồi tháng 6 năm 2023 liên quan đến việc dư luận sốt ruột vì tình trạng không ít cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển đất nước. Đại biểu Lê Thanh Vân cũng chia sẻ cần phân loại, xử lý những trường hợp này để kích hoạt niềm tin của nhân dân. Theo ông Vân, câu chuyện trì trệ trong hoạt động của bộ máy thực tế không mới. Mấy năm nay, người đứng đầu đảng ta là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc rất nhiều lần, là ai không dám làm thì đứng sang một bên cho người khác làm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về vấn đề này. Đây chính là tình trạng trên nóng dưới lạnh. Chúng ta thấy hình ảnh Thủ tướng xông xáo, tả đột hữu dung như thế, nhưng tính ăn khớp vận hành một cách nhất quán, thông suốt của cả bộ máy xem ra còn vấn đề. Cán bộ là đầu tàu, cấp trưởng, cấp phó là đầu tàu để dẫn dắt, mà nếu trì trệ thì bộ máy làm sao hoạt động được, con tàu làm sao chạy được. Do đó phải có chỉnh đốn, nghiêm túc, xem xét trách nhiệm của những người đứng đầu trong cả hệ thống. Nếu như thấy không đủ tiêu chuẩn, không bảo đảm được việc thực hiện gánh vác nhiệm vụ thì phải thay thế. Chia sẻ quan điểm, theo ông Vân, việc này có thể bắt đầu từ việc đánh giá xem những ai là người trì trệ, không dám làm. Ông Vân cho rằng có 3 nhóm cán bộ được coi là né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Nhóm thứ nhất là không biết gì, vì không biết gì cho nên không dám làm gì. Theo quan điểm của ông Lê Thanh Vân, nhóm này nếu rà soát cán bộ sẽ lộ rõ. Nhóm thứ hai là không làm gì vì không có lợi cho bản thân, cho lợi ích nhóm. Nhóm này giữ chức danh để ngồi hưởng lộc, bên ngoài thì tỏ ra sốt sắng, nhưng bên trong thì không có lợi thì không làm. Nhóm thứ ba, tuy có biết nhưng sợ hãi do phòng chống tham nhũng làm quá mạnh, sợ bị sai, sợ bị dính vào lao lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!